Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. Xem trực tiếp Chelsea và West Ham ở đâu, kênh nào? Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Xem trực tiếp Chelsea và West Ham ở đâu, kênh nào? Link xem trực tiếp sẽ được chúng tôi ghim ngay dưới bình luận của video trước khi trận đấu diễn ra 5 phút. Nhận định bóng đá Anh, Chelsea sẽ có cơ hội tìm lại niềm vui sau thất bại trước Man City bằng cuộc tiếp đón một West Ham đang sa sút. Hãy cùng chuyên mục nhận định Chelsea và West Ham phân tích cặp đấu này. Chuỗi ngày thăng hoa của Chelsea đã dừng lại sau thất bại trước nhà đương kim vô địch Man City ở vòng trước. Tại vòng 14 Premier League, The Blues sẽ có trận derby London với West Ham United. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò Frank Lampard tìm lại niềm vui chiến thắng. Điểm tựa sân nhà sẽ là ưu thế lớn cho Chelsea khi họ mới chỉ để thua duy nhất Liverpool tại Stamford Bridge kể từ đầu mùa. Ở phía đối diện, West Ham đang sa sút không phanh với 7 trận liên tiếp không thắng. Lần cuối cùng mà The Hammer giành được 3 điểm tại Premier League cách đây hơn 2 tháng. Với những sự đầu tư rầm rộ mùa hè vừa qua, thành tích hiện tại của West Ham rõ ràng đang gây thất vọng lớn. Chiếc ghế của huấn luyện viên Pellegrini đang lung lay hơn bao giờ hết. Một kết quả không tốt cuối tuần này rất có thể sẽ là giọt nước tràn ly với tương lai của chiến lược gia 66 tuổi. Nhà cái đặt niềm tin lớn vào Chelsea với tỷ lệ chấp khá sâu. Dù vậy, trước một West Ham ở bước đường cùng, không dễ cho The Blues mở hội trên sân nhà. Theo nhận định, đây sẽ là một trận cầu chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Dự đoán, Chelsea rất muốn tìm lại niềm vui chiến thắng để xây chắc vị trí trong top 4, nhưng West Ham sẽ hành quân đến Stamford Bridge với quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng. Dù vậy, với ưu thế sân nhà và chất lượng của một đội cửa trên sẽ là 3 điểm cho đoàn quân Frank Lampard. Dự đoán Chelsea 2-0 West Ham. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.